Chào mừng các bạn đã đến với channel Làm Giàu ở Mỹ. Mình là Thắng. Như các bạn biết, ngày mai sẽ là một ngày rất là quan trọng ở trên thị trường chứng khoán Mỹ bởi vì Nvidia sẽ báo cáo doanh thu và lợi nhuận. Nhưng mà mình có cảm giác ngày hôm nay đã là một ngày cực kỳ quan trọng rồi. Bởi vì ngày hôm nay thì đã có những cái bản báo cáo mà cho thấy rằng là Nvidia sẽ rất là thành công trong cái bài báo cáo doanh thu lợi nhuận của ngày mai. Tuy nhiên, cũng đã có những cái bản báo cáo làm cho mình cực kỳ lo lắng và mình cũng muốn chia sẻ với cộng đồng. Liệu cái cổ phiếu SMCI nó đang chuẩn bị lao dốc hay là không? Sáng hôm nay đã có một cái bản báo cáo khá là thiệt hại cho SMCI. Và liệu cổ phiếu này có đang chuẩn bị lao dốc hay là không? Dựa vào cái bản báo cáo này và cái mức độ chính xác của nó là bao nhiêu? Thì mình muốn chia sẻ với cộng đồng của mình hai cái mẫu tin cực kỳ quan trọng và cực kỳ thiết yếu trong cái thời điểm này cho hai cái cổ phiếu Nvidia và SMCI. Alright, bây giờ mình sẽ chia sẻ với các bạn cái câu chuyện đầu tiên, đó là cổ phiếu Nvidia. Thì như các bạn biết, ngày mai là ngày cổ phiếu này nó sẽ báo cáo doanh thu và lợi nhuận, và đây là một cái bài báo cáo doanh thu và lợi nhuận rất là được mong đợi hiện giờ. Sáng hôm nay á, thì có một những cái bài phỏng vấn của những cái người mà đầu tư vào các cái cổ phiếu Nvidia này. Thì cái bài phỏng vấn này thì mình nghĩ là có vẻ như là nó cũng hơi là bị bias, nó cũng hơi là bị nó cũng hơi là bị bias, không có được là khách quan 100% lắm, bởi vì nhà đầu tư này á thì là họ đầu tư vào cái cổ phiếu Nvidia và họ đã hưởng lời được từ cái cổ phiếu Nvidia này trong 10 năm vừa qua. Và nhà đầu tư này thì nói một cách rất là trắng trợn và rất là rõ ràng á, là nếu bạn không sở hữu cổ phiếu Nvidia vào lúc này thì bạn coi như là đã bỏ lỡ đi một cái cuộc cách mạng rất là lớn trong thị trường chứng khoán, và khi đặc biệt là nếu mà các bạn thích các cái công ty công nghệ. Và họ nói rằng á, là nếu như mà bạn không đầu tư vào Nvidia vào lúc này thì cũng giống như là bạn không đầu tư vào Napoleon trong cái thời kỳ mà là cái cuộc cách mạng ở nước Pháp. Thì như các bạn biết rồi, nên nước Pháp có một cái thời kỳ nó là một cái ngôi sao sáng ở trên toàn cầu, đặc biệt là châu Âu, lúc mà Napoleon làm tổng thống, và ông này đã lãnh đạo nước Pháp chinh phục rất là nhiều các cái miền đất từ ở trên toàn cầu luôn, chứ không phải là chỉ ở châu Âu, và đưa tên nước Pháp vào bản đồ của thế giới và trở thành một trong những cái cường quốc mạnh nhất vào lúc đấy, vào cái thời kỳ đó, lúc mà ông còn trị vì nước Pháp. Thì người này đã ví như vậy, và coi như đây là một cái câu khẳng định cực kỳ chắc nịch. Bây giờ mà nếu như đầu tư vào thị trường chứng khoán Mỹ mà không có cổ phiếu Nvidia thì bỏ lỡ đi một cái cuộc cách mạng này và bỏ lỡ đi những cái lợi nhuận kích xu mà cái cuộc cách mạng này mang lại. Thì ví dụ bạn thấy á, ông này á, thì ông đã đầu tư vào Nvidia hơn 10 năm vừa qua, và sau đó thì ông tiếp tục mua thêm các cái cổ phiếu Nvidia trong những cái đợt khác, và ông nói đây là cái khoản đầu tư mà là tốt nhất cho cái công ty của ông. Ông là một trong những công ty quản lý các cái quỹ đầu tư. Và ngày mai á, thì Nvidia nó sẽ báo cáo doanh thu và lợi nhuận, và đây là cái lần báo cáo doanh thu và lợi nhuận mà cả thị trường toàn cầu, tất cả các nhà đầu tư ở trên thị trường toàn cầu đều mong đợi. Cái cuộc báo cáo doanh thu và lợi nhuận này, một trong những cái điều mà người ta lo lắng nhất, thật ra là người ta chờ đợi hai cái câu chuyện mà người ta chờ đợi nhiều nhất. Câu chuyện thứ nhất là cái sự trì hoãn của cái con chip Blackwell, nó có ảnh hưởng gì đến với là cái doanh thu của Nvidia quý vừa rồi, hoặc là nó có dự báo là sẽ ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận của Nvidia trong hai quý tới hay là không. Đó là cái sự lo ngại lớn nhất, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng ngay lập tức giá cổ phiếu của Nvidia trong hiện tại cũng như là trong một vài cái quarter tới. Cái thứ hai, cái câu chuyện thứ hai mà người ta cũng rất là mong đợi, các nhà đầu tư cũng rất mong đợi nghe Nvidia nói, là những cái dự báo về các cái nhu cầu của các cái con chip của họ trong năm 2025 và năm 2026, bởi vì là những cái khách hàng lớn nhất của Nvidia là những cái công ty hyperscaler như là Microsoft, Amazon, Google và Facebook. Và các cái công ty hyperscaler này á, thì nó hầu như là chưa có chỉ ra được những cái kết quả
cụ thể và chi tiết về cho những cái sự đầu tư rất là nhiều tiền của họ vào các cái cơ sở hạ tầng của AI. Mặc dù là họ vẫn cứ tuyên bố là họ sẽ tiếp tục chi thêm nhiều tiền hơn nữa để đầu tư, và nhà đầu tư thì là có hầu hết các nhà đầu tư thì không có hạnh phúc lắm về cái chuyện này, đặc biệt là những cái nhà đầu tư của Microsoft, của Google và của Amazon. Cho nên trong cái đợt báo cáo doanh thu và lợi nhuận vừa rồi của ba công ty này thì họ đã không được tốt và cổ phiếu của họ đều giảm sau khi báo cáo doanh thu và lợi nhuận. Chỉ có một cái công ty duy nhất là Facebook có một cái bài báo cáo doanh thu và lợi nhuận rất là thành công, bởi vì Mark Zuckerberg đã giải thích được và đã chỉ ra được một cách rất là chi tiết, một cách rất là rõ ràng những cái lợi ích mà việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng của AI mang lại cho Facebook trong ngắn hạn cũng như là dài hạn, và những cái lợi ích và những tác động của AI vào những cái business của Facebook, từ cái business của cả cái app như là Facebook, Instagram, làm sao AI giúp Facebook tăng hiệu quả được cả cái app này và tăng doanh thu và lợi nhuận từ những cái app này, cũng như là những cái lợi ích mà AI sẽ mang lại cho Facebook trong tương lai cho cái sản phẩm Metaverse của nó mà Zuckerberg đã bỏ rất là nhiều tiền đầu tư vào đó, và AI sẽ làm cho cái sản phẩm Metaverse đó nó trở nên hoàn chỉnh hơn và tăng trưởng tốt hơn cho Facebook trong tương lai, cũng như là cái chiến lược mà Facebook đeo đuổi đó là tạo ra một cái open source cho cái Llama, tức là cái model AI open source để cho tất cả mọi người đều có thể hưởng lợi được từ cái open source này. Thì tất cả các cái câu chuyện mà Zuckerberg đã lý giải được và chia sẻ được với nhà đầu tư thì làm cho nhà đầu tư có vẻ tin tưởng hơn về cái chiến lược của Facebook dành cho AI. Nhưng mà những cái công ty big tech khác, những cái công ty hyperscaler khác thì cái đó vẫn còn là một cái dấu hỏi rất là lớn, cho nên là nhà đầu tư đang rất là mong đợi để nghe Nvidia nói là cái nhu cầu cho sản phẩm của họ cho năm 2025 là như thế nào và năm 2026 là như thế nào. Mình nghĩ cái nhu cầu cho Nvidia của năm 2025 thì có vẻ như là nó rõ ràng hơn một chút, bởi vì tất cả các cái công ty hyperscaler khách hàng của Nvidia đều đã confirm là họ sẽ trả nhiều tiền hơn nữa để đầu tư vào cơ sở hạ tầng AI cho năm 2025. Nhưng mà năm 2026 là như thế nào? Điều đó nó có phụ thuộc vào những cái kết quả mà cả cái đầu tư vào cơ sở hạ tầng AI này mang lại cho những cái công ty Big Tech này hay là không? Thì cái đó là một cái câu chuyện mà đang rất là được mong đợi hiện giờ, để nhà đầu tư có thể điều chỉnh lại cái mức mong đợi của họ cho cái cổ phiếu này, không những là trong năm này mà trong những cái năm sau, 2025 và 2026. Đối với cái câu chuyện á, là liệu cái việc sụt việc cái liệu cái chuyện mà trì hoãn cái con chip Blackwell nó có ảnh hưởng gì đến với là doanh thu và lợi nhuận của Nvidia trong những quỹ này và những quỹ sắp tới hay là không, thì có vẻ như là Nvidia nó sẽ delay cái con chip Blackwell này từ 120 ngày cho đến là chỉ không phải là 90 ngày nữa, trước đây nó chỉ nói là khoảng 3 tháng mà bây giờ có khả năng là nó sẽ tăng lên thành 4 tháng. Tuy nhiên những cái nhà phân tích thì nói là nó không có quan trọng gì cả, bởi vì từ cái bản báo cáo của TSMC, tức là Taiwan Semiconductor, lúc mà TSMC báo cáo thì họ đã nói được, họ đã chứng minh được rằng là cái việc mà họ sản xuất ra những cái con chip Hopper thì nó tiếp tục tăng, tức là cái khả năng sản xuất ra các cái con chip Hopper của ở TSMC thì càng ngày nó càng hiệu quả hơn, và họ sản xuất ra được nhiều cái con chip Hopper không hơn trong một cái khoảng thời gian giống như những cái chu kỳ, giống như những cái quý tới, tức là cái khả năng sản xuất ra các cái con chip này thì được nhiều hơn, thì cái đó là một cái tin tốt. Cái tin tốt thứ hai là những cái nhu cầu cho cái nhu cầu và cái việc sản xuất ra các cái con chip Hopper này cho đến mùa thu, là cho đến tháng 9, tháng 10 tới đây, nó đã gia tăng. Và khi mà bạn tăng nhiều hơn sản xuất ra các cái con chip Hopper này thì cái việc delay cái con chip Blackwell có vẻ như là sẽ không ảnh hưởng gì cả, bởi vì những cái khoản doanh thu và lợi nhuận mà Nvidia đang mong đợi có được từ Blackwell thì nó sẽ được thay thế bởi cái sự gia tăng của các cái con chip Hopper này. Điều đó chứng tỏ rằng là các khách hàng của Nvidia không có phải là không có Blackwell thì họ sẽ không nhận hàng, hoặc là họ sẽ chờ đợi cái con Blackwell.
mà có vẻ như là không có Blackwell thì cũng không sao cả. Bạn sản xuất được bao nhiêu Hopper thì cứ giao cho họ thì họ sẽ happy, bởi vì họ muốn có cả cái con chip này càng sớm càng tốt, họ không thể chờ đợi được ngày nào cả. Cho nên là những cái tin như vậy làm cho nhà đầu tư á, là tin tưởng rằng cái buổi báo cáo doanh thu và lợi nhuận của Nvidia vào ngày mai nó sẽ rất là thành công. Như các bạn biết á, là mình liên tục tìm kiếm những cái câu chuyện để có những cái ý kiến mà nó tiêu cực hơn về Nvidia và những cái dấu hiệu mà sẽ cho thấy là Nvidia sẽ không có báo cáo doanh thu và lợi nhuận thành công. Nhưng mà càng tìm thì càng không thấy, mình không thấy được cái câu chuyện nào mà gợi ý là hoặc là cho thấy là Nvidia sẽ có khả năng là báo cáo không có được thành công lắm. Mình suy nghĩ hoài thì cũng không thấy được một cái khả năng gì để cho Nvidia nó sẽ không thành công. Một cái mà duy nhất mình có thể thấy á là không phải là quý vừa rồi, nhưng mà trong những quý tương lai, bởi vì cái con Blackwell nó bị delay, mà cái con Blackwell á thì nó có lợi nhuận cao hơn, cái gross margin của cái con Blackwell nó cao hơn là cái con Hopper. Mình không nhớ sở cụ thể, nhưng mà ví dụ giống như cái con Hopper hiện giờ á, Nvidia nó làm ra chi phí sản xuất của nó là nó bán cái con Hopper là 100 đồng một cái, thì trong 100 đồng đó là 30 đồng là cái giá thành của nó, còn 70 đồng á là lợi nhuận gộp của nó, thì lợi nhuận gộp như vậy nó tính ra là 70% gross margin. Thì cái con Blackwell á, nó có khả năng lợi nhuận gộp của nó sẽ 75% hoặc là 80% lận. Nó mà bán giá 100 đồng thì chi phí sản xuất của nó chỉ là 20 hoặc là 25 đồng thôi. Cho nên lợi nhuận gộp của cái con Blackwell nó cao hơn lợi nhuận gộp của con Hopper. Thì nếu như mà nó không sản xuất kịp cái con Blackwell để nó bán, thì mà nó chỉ mà thay vì đó thì nó bán tất cả là bằng con Hopper, thì về mặt doanh số á, thì chắc sẽ không ảnh hưởng gì cả, bởi vì là nó làm được bao nhiêu thì người ta mua bấy nhiêu. Và có vẻ như á, là hiện giờ thì Taiwan Semiconductor có thể là sản xuất được nhiều cái con chip Hopper hơn như là dự báo trước đây. Cho nên là nếu mà Taiwan Semiconductor sản xuất cả cái con chip Hopper này, họ sản xuất bao nhiêu thì khách hàng của Nvidia sẽ mua bấy nhiêu, chứ không có một cái sự chờ đợi hay là một cái sự trì hoãn gì cả. Thì như vậy là về mặt doanh thu á, thì mình nghĩ là nó sẽ không phải là một cái bất lợi, nhưng mà cái bất lợi nó sẽ nằm về mặt lợi nhuận, bởi vì nếu mà những cái doanh số đó mà cho Blackwell thì cái lợi nhuận gộp của nó sẽ cao hơn, nhưng mà nếu những cái doanh số đó cho Hopper thì lợi nhuận gộp nó sẽ thấp hơn. Mà khi lợi nhuận gộp nó thấp hơn như vậy thì các bạn sau khi trừ hết các chi phí operating expenses hay là những cái chi phí gì khác, và đến khi mà các bạn tính ra được cái free cash flow á, thì có khả năng là nó sẽ thấp hơn so với cái mức mong đợi trước đây. Thì đó là một trong những cái lý do mà mình cảm thấy là nó có khả năng là sẽ gây ra những cái nó có khả năng là không được tốt lắm cho cái cổ phiếu Nvidia, nhưng mà mình thật sự là cũng không cảm thấy đó là một cái lý do rất là lớn. Một cái lý do thứ hai mà mình cũng cảm thấy là có khả năng là nó gây ra những cái câu chuyện không có được tích cực lắm cho Nvidia, đó là AMD gần đây nó đã mua lại một cái công ty nó gọi là GT System. Trước đây giờ á, thì Nvidia nó hợp tác rất là chặt chẽ với GT System để deliver các cái sản phẩm cuối cùng cho khách hàng của nó, đặc biệt là những cái khách hàng lớn như là hyperscaler, bởi vì GT System á, thì nó rất là tốt và nó rất là giỏi trong cái việc tạo ra các cái AI data center rất là lớn, và nó kết hợp với Nvidia rất là nhuần nhuyễn. Thì bây giờ á, là AMD nó là sở hữu GT System, nó đã mua lại cái công ty này. Thì không biết cái chuyện đó nó có gây ra những khó khăn trong tương lai khi mà Nvidia vẫn bán các cái con chip cao cấp này cho những cái khách hàng lớn của nó như là Microsoft, Google, thì bây giờ liệu nó có còn kết hợp được với GT System hay là không, và nó sẽ điều chỉnh cái hoạt động của nó như thế nào. Sau khi mà AMD đã mua GT System thì cái đó mình nghĩ nó vẫn còn là một cái dấu chấm hỏi lớn, không biết là Nvidia nó sẽ xây dựng luôn cái khả năng mà trước đây nó phụ thuộc vào GT System, hay là nó sẽ làm việc với một cái partner khác, hay là cái câu chuyện nó sẽ như thế nào. Thì cái đó là một cái dấu big question mark. Và khi mà AMD nó mua GT System á, thì nó cũng là một cái cách để cho nó có thể cạnh tranh đối đầu với Nvidia, và nó bắt đầu tạo ra những cái solution mà nó phức tạp hơn.
mà trước đây giờ nó chưa làm được, thì bây giờ nó đã có capability đó từ GT System rồi. Thì liệu AMD có tận dụng được cái lợi thế của GT System và cạnh tranh một cách hiệu quả hơn với Nvidia, và từ từ sẽ giành được thị phần của Nvidia hay là không? Thì cái đó cũng là một cái dấu big question mark. Thì mình hy vọng trong cái bài báo cáo doanh thu và lợi nhuận của Jensen Huang vào chiều ngày mai, sau khi thị trường đóng cửa, thì ông sẽ chia sẻ những cái đó rõ ràng hơn, để xem có thể là cái định hướng của Nvidia nó sẽ tiếp tục ra sao. Nếu mà bây giờ GT System đã được sở hữu bởi AMD rồi, liệu đó có phải là một cái mối nguy hiểm và một cái là một cái cảnh báo mà nó sẽ tổn thất đến cái cổ phiếu này trong trung hạn và dài hạn hay là không? Bởi vì mình nghĩ trong ngắn hạn thì chưa có gì thay đổi cả. Cái acquisition này nó mới được công bố, nhưng mà nó sẽ không có hoàn tất cho đến năm 2026. Cho nên là ngắn hạn thì chưa có gì, nhưng mà trung hạn và dài hạn thì liệu cái chuyện này nó có ảnh hưởng đến cái vị thế độc tôn hiện giờ của Nvidia hay là không? Thì đó cũng là một cái câu chuyện mà mình nghĩ mình và các bạn trong cộng đồng nên quan tâm theo dõi, để xem có thể tình hình nó sẽ như thế nào. Alright, thì đó là cái câu chuyện về cổ phiếu Nvidia. Bây giờ mình sẽ chia sẻ các bạn một cái câu chuyện rất là tiêu cực cho cái cổ phiếu SMCI. Ngày sáng hôm nay thì có một cái tin, và bây giờ thì cổ phiếu SMCI nó đã giảm 1,69% từ đầu giờ cho đến bây giờ. Thật ra cái mức giảm như vậy thì nó cũng không có gì là đáng kể. Bây giờ thì nó đã giảm lên 2,05%. Nhưng mà trong một ngày Nvidia tăng 1,74% và AVGO tăng 0,65%, Arm cũng tăng 0,61%. Thì cái cổ phiếu SMCI này nó giảm 2% như vậy, có phải là đáng lo ngại hay là không? Thì sáng hôm nay có một cái câu chuyện mà nó cũng khá là bùng nổ, và nó cũng kiểu như là bom tấn ở trên thị trường chứng khoán Mỹ, là có một cái công ty tên của nó là Hindenburg Research, và đây là một cái công ty mà nó chuyên đầu tư theo kiểu shorting, tức là bán tháo. Nó không bao giờ mua cả cái cổ phiếu và đợi cả cái cổ phiếu này tăng giá cả. Lúc mà nó mua cả cái cổ phiếu thì nó đã có những cái nghiên cứu và đã có những cái study cho thấy cả cái cổ phiếu này nó sẽ giảm giá. Và đặc biệt là cái công ty này nó làm rất là nhiều chuyện á, là nó nghiên cứu và nó research, và khi nó phát hiện ra những cái công ty này nó có gian dối, hoặc là nó gian lận, hoặc là nó có những cái fraud, nó có những cái lừa dối như thế nào đó mà chưa ai biết, hoặc chưa chưa ai cái đó nó vẫn chưa rõ ràng, thì cái công ty này nó làm rất là nhiều các cái nghiên cứu mà mang tính điều tra để phanh phui ra những cái vụ việc như vậy. Và khi mà nó có thông tin rõ ràng rồi á, thì nó bắt đầu tuyên bố, và nó tuyên bố á, là cái công ty này nó sẽ đã có những cái gian dối như thế nào và đã có những cái gian lận như thế nào trong giấy tờ và trong các cái giao dịch của nó, vân vân. Và nó quyết định là short các cái cổ phiếu này, nó các quyết định bán khống các cái cổ phiếu này, bởi vì nó nghĩ lúc mà nó công bố những cái gian dối và những cái gian lận của các cái công ty này á, thì cổ phiếu của những cái công ty này nó sẽ bị giảm sút, và bây giờ nó short thì nó sẽ hưởng lời được từ cái chuyện đấy. Thì sáng hôm nay á, Hindenburg Research này nó đã tuyên bố á, là nó đã short, nó đã bán khống cái cổ phiếu SMCI, và nó bán khống cái cổ phiếu SMCI, và nó cũng cáo buộc cái công ty SMCI này với những cái gian lận về mặt tài chính, với những cái gian lận về mặt tài chính. Và ở đây mình sẽ giải thích cho mình sẽ nói rõ cho các bạn là những cái gian lận về mặt tài chính và về mặt kế toán á, SMCI mà cái công ty này nó cáo buộc là như thế nào. Sau đó mình sẽ chia sẻ với các bạn vì sao đây là một cái câu chuyện mà bạn và rất là nhiều người, mình và rất là nhiều người trong cộng đồng của mình, đặc biệt là những bạn có mua cái cổ phiếu SMCI này, cái cổ phiếu riêng lẻ này, nên chú ý và nên 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 theo dõi một cách kỹ lưỡng để xem có thử là cái câu chuyện này nó có thật hay là không. Bởi vì nếu mà cái câu chuyện này nó thật thì cổ phiếu này sẽ rớt rất là khủng khiếp, và cộng đồng mình nên chốt lời sớm cho cái cổ phiếu này.
Đó là cái mà mình nói thật tâm. Đến bây giờ thì mình là cũng chưa có biết là nó thật sự như thế nào, nhưng mà mình sẽ chia sẻ, và mình cũng sẽ chia sẻ với các bạn là cái công ty Hindenburg Research này á, nó đã có một cái lịch sử của các cái câu chuyện tương tự như vậy, và có những cái câu chuyện nó rất là đúng và nó làm cho các cái cổ phiếu này leo thang và đến lúc phá sản luôn, nhưng mà cũng có những cái câu chuyện nó không đúng và không có ảnh hưởng đến các cái cổ phiếu này, cho nên là cộng đồng của mình phải rất là cẩn thận. Thì cũng mình cũng sẽ chia sẻ cho các bạn những cái câu chuyện mà cái tụi Hindenburg Research này nó đã từng rất là đúng và làm cho những cái công ty đó phá sản, thậm chí những cái người CEO đi ngồi tù. Và mình cũng chia sẻ với các bạn những cái câu chuyện mà cái công ty Hindenburg Research này nó nghĩ là nó phanh phui ra, nhưng mà thật sự là không có đúng và không có ảnh hưởng gì đến cả cái cổ phiếu đó cả, mặc dù trong cái thời gian mà cái công ty này nó tuyên bố như vậy á, thì các cái cổ phiếu đó nó cực kỳ biến động. Thì mình nghĩ sắp tới cái cổ phiếu SMCI này nó cũng rất là biến động, nó cũng rất là tăng giảm thất thường. Trong khi mà cái vụ việc này nó vẫn chưa ngã ngũ, bởi vì nó phải có những cái điều tra và nó có phải có những cái câu chuyện hai bên nói qua nói về như thế nào, và nó sẽ có những cái điều tra và nó có những cái audit để quay thử là cái chuyện mà công ty Hindenburg Research này nó phanh phui và nó tuyên bố như vậy thì có đúng hay là không. Thì các bạn thấy Hindenburg Research ngày hôm nay nó đã bắt đầu một cái position là nó short cái cổ phiếu này, bởi vì nó nghĩ cái cổ phiếu này nó sẽ giảm giá rất là sâu. Và khi nó short như vậy là bởi vì nó cả một công ty đã có những cái dàn xếp về mặt kế toán. Thì cụ thể của nó là như thế nào? Và cái lúc mà nó vừa mới công bố cái research á, thì là cái cổ phiếu này đã giảm 3,5%, nhưng bây giờ thì có vẻ như nó hồi phục lại một chút và bây giờ nó chỉ còn giảm 2% mà thôi. Thì Hindenburg nói á, là nó đã tìm thấy những cái bằng chứng và mà công ty SMCI này nó có những cái transaction, nó có những cái thương vụ mà những cái thương vụ này nó được xem là related party trong trong kỳ trong kỳ trong kỳ dịch lĩnh vực tài chính và kế toán á. Nếu như bạn là CEO của công ty của bạn và công ty của bạn có những cái giao dịch với một cái đối tác mà cái đối tác đó là CEO của đối tác đó là em trai của bạn, hoặc là cái công ty đối tác đó là có một phần nào đó là trong gia đình của bạn, thì cái đó vẫn được, không có vấn đề gì cả. Không có vấn đề gì là gián dối ở đó cả, bởi vì bạn sở hữu công ty A của bạn có những cái thương vụ giao dịch với công ty B á, nó thuộc sở hữu của hoặc là gia đình của bạn, hoặc là gia đình của bạn có liên quan gì đến đó, đến cái công ty B thì vẫn được, không sao cả. Nhưng mà bạn phải khai báo các cái dịch vụ đó, bởi vì những cái thương vụ đó nó được gọi là related party transaction, những cái giao dịch mà với các bên có liên quan, tức là những cái bên mà bạn giao dịch là có liên quan đến gia đình bạn, vân vân. Thì bạn phải được bạn phải báo cáo và báo cáo rất là rõ ràng là công ty A có giao dịch với công ty B, và công ty B cung cấp những cái thiết bị gì đó, hoặc là công ty B mua những cái sản phẩm gì đó, và công ty B thì 20% là được sở hữu bởi anh trai của người CEO của công ty A. Tất cả những cái đó nó phải giấy trắng mặt đen, và nó sẽ được giao dịch, nó sẽ được tiết lộ một cách minh bạch. Thì Hindenburg nó nói là nó đã tìm thấy những bằng chứng mà đã có những cái thương vụ giao dịch với các cái đối tác có liên quan này mà không được tiết lộ, mà không được thông báo bởi cái công ty SMCI này, thì đó là một cái vi phạm thứ nhất. Cái vi phạm thứ hai á, là SMCI cũng có vẻ như là đã không tuân theo các cái kiểm soát về mặt xuất khẩu. Cụ thể á, trong những cái bản báo cáo khác, cái bài này thì nó không có nói rõ, nhưng mà mình đọc những cái bài khác á, bởi vì sau khi mình đọc cái này thì mình sẽ làm rất là nhiều research thế để mình tìm hiểu kỹ. Thì có vẻ như là SMCI nó xuất khẩu một vài các cái data server qua Nga, mà Nga như các bạn biết á, là một trong những cái nước mà nước Mỹ cấm xuất khẩu những cái thiết bị, những cái công nghệ cao cấp về AI. Nga, Trung Quốc và Hàn Quốc, Nga, Trung Quốc và Bắc Triều Tiên và Cuba nữa, một vài nước nữa, thì nó thuộc trong cái nhóm là bị hạn chế và cấm xuất khẩu các cái AI cao cấp này. Thì có vẻ như là Hindenburg nó nói là nó cũng tìm các cái bằng chứng thấy là SMCI xuất khẩu cái này sang Nga, và thêm một vài những cái issue khác nữa, và những cái issue này á thì là đang được điều tra
Những cái issue này á, thì Hindenburg đã điều tra được thông qua các cái cuộc phỏng vấn với những cái người nhân viên trước đây làm cho SMCI, và những cái người nhân viên này thì khá cao cấp, và những cái giấy và những cái giấy tờ mà từ các cái vụ điều tra như vậy. Thì đó là cái tin, mà đó là những cái cáo buộc mà Hindenburg nó đã thông báo sáng hôm nay, và như vậy thì đã làm cho thị trường chứng khoán nghi ngờ là không biết công ty này nó có sòng phẳng, nó có minh bạch và nó có đàng hoàng hay là không, hay là nó tăng được nhiều như vậy là do nó làm những cái giấy tờ lậu, rồi do nó làm những cái chuyện không đàng hoàng như thế. Thì thị trường đã phản ứng và cổ phiếu của nó ngay khi cái bài này được báo cáo thì giảm đến 3,5% trong một ngày mà các cái cổ phiếu AI đều tăng trưởng cả. Thì các bạn thấy nếu mà tinh thần chung á, các cái cổ phiếu AI đều tăng trưởng trong một ngày, không có những cái thông tin nào quan trọng cả, vẫn đang chờ đợi Nvidia báo cáo doanh thu và lợi nhuận vào ngày mai, thì là mọi người sẽ hy vọng và cũng sẽ mong đợi là SMCI cũng phải tăng trưởng, nhưng mà SMCI thì lại không tăng trưởng và giảm sút là bởi vì cái bản báo cáo như thế này. SMCI á, thì nó vẫn chưa có một cái thông báo nào để trả lời cho những cái cáo buộc này cả cho đến bây giờ. Và cái Reuters, cái bài báo này á, cái bài này thì được phát bởi Reuters, Reuters thì Reuters nó cũng chưa có chứng thực được, nó vẫn chưa có xem xét các cái giấy tờ mà Hindenburg nó cáo buộc như vậy trong cái bản báo cáo. Cho nên là cái này là giống như Hindenburg này nó đang nói một cách rất là một phía như vậy thôi, chưa có bên nào kiểm chứng được, mà cái bên bị cáo buộc cũng chưa có cái cơ hội để phản để trả lời và để giải thích cho tất cả những cái chuyện này. Thì như vậy có khả năng là nó không có gì cả, có khả năng là đây là những cái chuyện mà có người, có khi là cái tụi này nó muốn short cái cổ phiếu này, xong rồi nó phải đưa ra những cái câu chuyện như vậy, cho nên có nhiều khi là nó cũng chưa đi không đi đến đâu. Nhưng mà sau khi mình đọc cái này á, thì đây là lần đầu tiên mà mình nghe đến Hindenburg Research, cho nên mình cũng phải làm research để mình làm nghiên cứu để mình coi có thể tụi này nó đã làm những cái việc này như thế nào rồi. Thì thật ra Hindenburg Research này là một cái công ty quản lý tài chính, quản lý quỹ đầu tư, và nó cũng rất là nổi tiếng với những cái thương vụ tương tự như thế này. Nó không đầu tư để đợi giá cổ phiếu tăng, mà nó chỉ đầu tư khi nó khám phá ra những cái vụ gian lận và gian dối ở bên trong công ty, và nó công bố những cái gian lận và gian dối đó, và khi mà nó công bố thì nó cũng bắt đầu short cổ phiếu của các cái công ty này để cho những cái cổ phiếu này nó rớt, và khi đó thì nó sẽ hưởng lợi được rất là nhiều. Thì đó là cái chiến lược đầu tư của nó, và từ trước đến giờ thì nó đã có rất là nhiều các cái câu chuyện thành công và không thành công. Thì ví dụ một trong những cái câu chuyện mà nó khá nổi tiếng á, là Hindenburg Research này nó đã công bố những cái gian lận của một cái công ty gọi là Nikola. Thì cái công ty này á, nó có những cái gian lận rất là phức tạp, và nó mở và nó công bố hết tất cả những cái đó, và tụi Hindenburg này nó làm nghiên cứu và nó làm điều tra rất là lâu dài. Thì đây là một cái công ty mà sản xuất những chiếc xe truck, mà xe truck điện chứ không phải là xe bình thường. Và đến cuối cùng á, thì có vẻ như là những cái cáo buộc của Hindenburg này là đúng, và nó làm cho cái ông CEO và founder là bị khởi tố, và sau đó thì kết án với những cái tội danh như là gian lận về cổ phiếu, gian lận về các cái chuyện tiền, và nói láo về những cái câu chuyện về công ty vân vân. Và sau đó thì là ông cũng bị kết án tù, ông cũng bị đi tù, công ty phải thay đổi cái người CEO, tất cả các cái câu chuyện này. Thậm chí New York Times á, thì nó cũng viết một cái bài trong cái vụ việc đó xảy ra, thì New York Times nó cũng viết một cái bài kiểu như là profiling để nó giới thiệu à nó giới thiệu cái Hindenburg Research này và cái chiến dịch và cái chiến lược của nó. Thì đây là cái ông Nicholas này á, là Nate Anderson, thì ông này là ông founder của cái Hindenburg Research này, và đây là cái chiến lược của ông. Và ông nói á, là ví dụ cái bài profile ở trên New York Times thì nó nói á, là ông này là một nhà phân tích cổ phiếu, và ông chỉ thắng khi mà ông tìm kiếm những cái vụ gian lận của các cái công ty này mà thôi, đặc biệt là những cái gian lận về mặt kế toán.
Thì đó là đây là một cái vụ việc mà Hindenburg đã rất là thành công. Tuy nhiên không phải lúc nào nó cũng thành công cả. Trước đây á, thì là nó cũng là một cái phán, nó cũng tuyên bố những cái câu chuyện như vậy đối với một cái cổ phiếu gọi là Block. Như các bạn nhớ á, là trước đây là nó gọi là Square, nhưng mà sau đó nó chuyển tên thành Block. Thì đây là một trong những cái fintech startup cực kỳ thành công, và hiện giờ thì nó là một cái công ty public cũng rất là thành công ở trên thị trường chứng khoán. Nhưng mà sau khi Hindenburg nó cáo buộc là công ty này đã gian dối về mặt active user, rồi những cái gian dối khác nữa, thì là Block này nó đứng ra nó phủ nhận hết tất cả những cái chuyện đó. Thì sau khi điều tra qua điều tra về như thế nào á, thì là có vẻ như là không có đúng, những cái mà Hindenburg nói là không có đúng, cho nên là cổ phiếu của Block thì quay ngược trở lại với cái mức ban đầu. Thì các bạn thấy cho dù khi mà nó cáo buộc và những cái cáo buộc này nó không có đúng á, thì cổ phiếu của Block trong cái giai đoạn này nó cũng cực kỳ là biến động luôn. Thì dù giống như ở đây các bạn thấy Block là cái cổ phiếu mà nó có mã là SQ, và trước đây nó có tên là Square, cho nên á, là cho nên á, là nó và nó đổi tên thành Block, cho nên là cái mã của nó vẫn là SQ. Thì các bạn thấy cái câu chuyện này nó xảy ra vào khoảng năm 20 tháng 3 năm 2023. Thì mình chắc chắn với các bạn trong cái lúc mà 2023 tháng 3 đó thì cổ phiếu này nó rất là biến động. Bạn thấy đây là cái lúc mà cái câu chuyện này nó đang xảy ra này, thì cổ phiếu nó rất là biến động. Nhưng mà sau đó thì Block nó có vẻ như là những cái cáo buộc đó nó không đúng, cho nên là cổ phiếu đó nó tiếp tục tăng lại. Thì các bạn thấy á, là như vậy thì mình có nên lo sợ cho cái cổ phiếu SMCI không? Thật ra đến bây giờ thì mình chưa 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 có một cái quyết định gì cả, và cũng chưa có chắc chắn là có nên lo lắng và để bán tháo cái cổ phiếu này không, mặc dù là mình cũng đã có lời rất là tốt cho cái cổ phiếu này rồi. Nhưng mà bởi vì trong đầu mình có hai suy nghĩ cả. Thứ nhất á, là những cái cáo buộc này là đúng và nó sẽ thành một cái chuyện rất là nghiêm trọng cho cái cổ phiếu này, thì bán để mà chốt lời bây giờ. Đó là cái chiến lược thứ nhất. Cái khả năng thứ hai là những cái cáo buộc này nó không có đúng, và SMCI nó sẽ có những cái phản hồi và nó sẽ có những cái câu trả lời là những cáo buộc này nó không đúng, và nó giống như là cái câu chuyện của Block. Thì trong cái lúc này á, lúc mà cái cổ phiếu SMCI này nó đang biến động giảm vì những cái cáo buộc này á, thì đó lại là một cái lúc rất là tốt để mua thêm với giá rẻ, bởi vì những cái câu chuyện này nếu mà nó trở thành không đúng thì lúc mà cái cổ phiếu này giảm thì nó giảm bởi vì một cái câu chuyện không đúng, là một cái cơ hội rất là tốt để mua được với giá rẻ hơn. Thì cái đó là cái khả năng thứ hai. Cái khả năng thứ ba, những cái cáo buộc này á, có khả năng là nó đúng, nhưng mà cái mức độ tác hại của nó thì cũng không có gì lớn cả, bởi vì nó có những, ví dụ giống như là nó đúng thật là có một cái related party transaction như vậy, mà SMCI nó không có công bố một cách đầy đủ, thì cũng có thể là nó quên, hoặc là giấy tờ nó rườm rà như thế nào đó, hoặc là nó bỏ qua, hay là một cái vụ việc gì đó, thì cũng không có gì đáng nghiêm trọng cả. Một cái related party như vậy nó làm không đúng, thì cái chuyện nó không ai phủ nhận là nó làm không đúng. Nếu như mà nó không có disclose những cái transaction đó thì nó làm không đúng, nhưng mà cái việc làm không đúng đó nó có ảnh hưởng rất là nghiêm trọng hay là không, thì có vẻ như là cũng chắc là cũng chẳng có ảnh hưởng gì nghiêm trọng. Cái thứ nhất. Cái thứ hai, nó xuất khẩu qua Nga, những cái data server, thì mình nghĩ là chắc bây giờ nó cũng đã chấm dứt xuất khẩu rồi. Cái chuyện xuất khẩu này là chắc có thể là xảy ra nó chỉ một hai lần thôi. Thì nếu mình như mà nó có vi phạm cái chuyện đó thì chắc là nó sẽ bị phạt bởi chính phủ Mỹ, là đã vi phạm cái luật chấm xuất khẩu qua Nga như vậy rồi. Thì những cái chuyện đó nó có ảnh hưởng lâu dài trong tương lai nữa hay là không, thì có khả năng nó sẽ không ảnh hưởng lâu dài trong tương lai, bởi vì nó đã vi phạm một lần thì nó bị phạt, thì bây giờ thì thôi chứ chứ đâu có chuyện gì. Nếu như mà nó vẫn tiếp tục tìm cách xuất khẩu qua Nga và tìm cách xuất khẩu bằng một cái đường ngã sau hoặc là chè đen gì đó thì nó sẽ nghiêm trọng hơn. Nhưng mà cái này thì mình nghĩ là chắc là cũng không đến mức như vậy, cho nên cũng có một cái khả năng thứ ba là có nhiều khi là những cái cáo buộc này là nó đúng, nhưng mà cái mức độ tác hại á, thì cũng không có đến nỗi quá nghiêm trọng. Và nếu như vậy thì cái cổ phiếu này nó cũng sẽ giảm giá mạnh trong cái lúc này, nhưng mà đó cũng lại là những cái cơ hội để mua vào nữa.
Bởi vì sau khi nó qua được cái lúc này á, thì cái nền tảng và những cái lợi thế, những cái thế mạnh cạnh tranh của nó vẫn tiếp tục không có gì thay đổi cả, thì nó sẽ tiếp tục tăng trưởng. Và khi nó sẽ tiếp tục tăng trưởng thì mình sẽ hưởng lợi được từ cái chuyện mà nó bị giảm giá ngắn hạn, lúc mà nó bị dính dáng vào những cái câu chuyện như thế này. Thì các bạn thấy trong cả ba trường hợp đó thì hai trường hợp sau là hai trường hợp mà cho mình cơ hội mua thêm với giá rẻ, trong khi cái trường hợp đầu tiên á, là nếu nó đúng và cái mức tác hại của nó rất là nghiêm trọng và công ty phải lao dốc và coi như là có những cái chuyện rất là không hay xảy ra cho công ty, có khả năng là người CEO bị kết án, bị đi tù hay là gì đó, nếu như mà những cái cáo buộc này nó rất là nghiêm trọng và nó làm cho công ty vào cái tình thế như vậy, thì cái cổ phiếu này nó đã hết thời rồi và bây giờ là mình lúc nên bán để nhảy ra chốt lời. Nhưng mà hai cái trường hợp tiếp theo á, thì là những cái cơ hội tốt để mà mua thêm cái cổ phiếu này. Cho nên đến lúc này thì mình cũng chưa có những cái quyết định gì chính xác. Mình đợi thêm 1 2 ngày nữa để qua những cái thông tin ở trên thị trường chứng khoán nó như thế nào, thì mình quyết định như thế nào thì mình phải sẽ chia sẻ với cộng đồng của mình. Thì nếu như mà các bạn có những cái ý kiến gì hoặc là có thêm những cái thông tin gì thì các bạn nhớ chia sẻ vào một comment. Như vậy là các bạn thấy khi mà mình đầu tư vào các cái cổ phiếu đơn lẻ này á, thì nó luôn luôn có những cái sự rủi ro như vậy. Những cái rủi ro mà nó không đến từ ở trong ty, nó cũng không có những cái dấu hiệu gì báo trước cả. Bất thình lình tự nhiên là nó có những cái bản báo cáo như vậy và tạo thành những cái rủi ro rất là lớn cho các cái cổ phiếu này, như là cái cổ phiếu SMCI. Như các bạn còn nhớ thì trước đây á, là cái cổ phiếu CrowdStrike nó cũng bị một cái rủi ro như thế này. Tự nhiên là nó là một trong những cái cổ phiếu tốt nhất trong cái nhóm trong cái nhóm cyber security và tăng trưởng rất là tốt, và nhà đầu tư rất là thích cái cổ phiếu này và liên tục đầu tư nhiều vào cái cổ phiếu này. Tự nhiên là một cái lỗi lầm về mặt software của nó làm cho cổ phiếu này lao dốc một cách rất là thầm tệ trong một cái thời gian khá là dài, đến 2 3 tuần liên tục. Thì ở đây SMCI nó cũng có vẻ như là bắt đầu một cái chuỗi ngày mà nó sẽ rất là biến động như thế. Thì đây là những cái chuyện mà các bạn phải chú ý nếu như mà các bạn có mua các cái cổ phiếu đơn lẻ, là các cái cổ phiếu nóng và các cái cổ phiếu mà sẽ có những cái mức tăng trưởng cao. Nếu như mà các bạn chỉ đầu tư an toàn vào các cái quỹ an toàn VOO và VGT và SMS thì các bạn sẽ không phải lo sợ về những cái chuyện như thế này, bởi vì những cái chuyện như thế này nó chỉ xảy ra cho các cổ phiếu đơn lẻ mà thôi, còn nó rất là khó mà có một cái câu chuyện gì đó mà nó xảy ra cho rất là nhiều các cái cổ phiếu trong các cái quỹ an toàn mà cộng đồng mình yêu thích. Nếu như mà các bạn, một trong những cái lý do mà mình đầu tư thêm các cái cổ phiếu nóng này, bởi vì đây là những cái cổ phiếu mà nó có một cái tầm ảnh hưởng quan trọng trên thị trường chứng khoán Mỹ, và các cái cổ phiếu Nvidia, SMCI nó tăng trưởng như thế nào thì nó cũng sẽ giúp chứng khoán Mỹ tăng trưởng giống như thế đó. Nếu như mà các bạn có đầu tư vào các cái cổ phiếu nóng thì mình thực sự mà nói là các bạn nên tham dự cái chương trình hội viên kim cương của mình để xem theo những cái bài phân tích chuyên sâu của mình dành cho các cổ phiếu nóng. Vì ở đây các bạn vào đây, các bạn click vào cái đường link đó, thì khi mà các bạn tham dự vào cái chương trình hội viên kim cương của mình á, thì các bạn đóng 20 đồng mỗi tháng, nhưng mà các bạn sẽ xem được những cái bài phân tích chuyên sâu cho các bạn hội viên kim cương. Và trong các cái bài phân tích chuyên sâu này thì mình làm rất là nhiều các cái bài phân tích cho các cái cổ phiếu nóng, cho những cái ngành khác nhau, ngành semiconductor cũng như là các cái cổ phiếu năng lượng và các cái cổ phiếu công nghệ. Ví dụ ngày hôm qua thì mình có làm một cái bài phân tích chuyên sâu cho những cái cổ phiếu năng lượng hot nhất và nhiều, bởi vì các bạn biết lên rất là nhiều cái công ty hiện giờ là ứng dụng AI vào hoạt động kinh doanh và sản xuất của họ, và khi họ ứng dụng AI vào hoạt động kinh doanh sản xuất á, thì họ cần xây dựng những cái data center, những cái AI data center, và các cái AI data center á, thì nó dùng rất là nhiều các cái năng lượng và các cái nhu cầu năng lượng càng ngày càng tăng ở trên thị trường toàn cầu. Thì mình làm một cái bài phân tích để chọn ra những cái cổ phiếu hot nhất trong cái ngành năng lượng này, cũng như là trong cái ngành năng lượng này thì nên đầu tư vào những cái nhóm ngành nào thì nó sẽ tốt trong tương lai. Thì nếu mà các bạn quan tâm đến những cái cổ phiếu nóng và những cái cổ phiếu mà nó đang rất là tốt hiện giờ ở trên thị trường chứng khoán, bởi vì những cái câu chuyện và những cái trào lưu mạnh nhất ở trên thị trường chứng khoán, thì các bạn nhớ tham dự vào cái chương trình hội viên kim cương của mình. Như các bạn thấy á, thì gần đây á, lúc mà mình mua thêm cái cổ phiếu Nvidia và cái cổ phiếu SMCI, thì mình cũng làm những cái bài phân tích về dài hạn cũng như là về ngắn hạn cho cái cổ phiếu Nvidia. Dù ở đây thì mình có một cái bài phân tích chuyên sâu để giải thích là vì sao mình tin cái cổ phiếu Nvidia này nó cũng sẽ thắng lớn trong dài hạn.
và mình nghĩ là market cap của nó sẽ đạt hơn 10.000 tỷ đô la. Bây giờ thì nó chỉ được khoảng 3.000 tỷ đô la, trên 3.000 tỷ đô la một chút. Tức là mình dự trù là cái cổ phiếu này nó sẽ gấp 3 lần từ đây cho đến năm 2030, là những cái mức tăng trưởng cực kỳ khủng khiếp. Nhưng mà các cái bài phân tích chuyên sau này làm cho mình cảm thấy rất là tự tin với những cái cổ phiếu Nvidia này. Ví dụ đây là một cái bài phân tích chuyên sau cho cổ phiếu Nvidia, khi mà mình tự tin là nó sẽ tiếp tục gia tăng trong 1-2 năm tới. Và mình vẫn tiếp tục mua thêm những cái cổ phiếu Nvidia trong thời gian đó. Thì như các bạn thấy liền đây, lúc mà mình mua cổ phiếu Nvidia, SMCI và Dell thì mình đều có làm những cái bài phân tích như vậy cả. Ví dụ ở đây thì mình làm một cái bài phân tích chuyên sâu cho cổ phiếu SMCI và vì sao mình nghĩ cái cổ phiếu này nó sẽ tăng lên được cái giá 950 đồng, sẽ đạt đến 950 đồng một cổ phiếu. Và tương tự như vậy, trước khi mình quyết định mua cái cổ phiếu Dell thì mình cũng làm một cái bài phân tích chuyên sâu cho cái cổ phiếu Dell này. Và vì sao là mình trước đây là mình đã làm những cái bài phân tích chuyên sâu cho SNCI và Dell cả rồi. Nhưng mà trước lúc mà mình quyết định mua thì mình cũng làm thêm cả cái bài phân tích chuyên sâu này để giúp mình cảm thấy tự tin hơn và thấy cái tương lai của các cái cổ phiếu này thì nó rõ ràng hơn trước khi mà mình mua. Thì khi các bạn tham dự vào cái chương trình hội viên kim cương của mình á, thì các bạn sẽ xem được những cái bài phân tích chuyên sâu này cùng với là những cái bài học chuyên đề, những cái khóa học chuyên đề. Ví dụ các bạn thấy ở đây mình đang có khóa học á, là đầu tài khoản đầu tư cho con của bạn, những cái tài khoản nào là tài khoản tốt nhất và đầu tư cho con của bạn như thế nào là cách đầu tư tốt nhất. Hoặc là mình có cái khóa học Roth IRA, tài khoản hưu trí tốt nhất ở Mỹ. Đây là cái khóa học mà tất cả những người trong cộng đồng của mình nghĩ là đều nên theo học cái khóa học này, bởi vì cộng đồng của mình á, là đầu tư an toàn và dài hạn để tích lũy cho cái tài khoản hưu trí của mình có được trên 1 triệu và 2 triệu đô la, cho đến khi mình đến tuổi nghỉ hưu thì mình có một cái số tiền khá lớn cho cái cuộc sống hưu trí của mình. Thì khi mà các bạn đầu tư cho hưu trí á, thì các bạn phải tận dụng các cái tài khoản mà nó rất là tốt cho những cái khoản đầu tư hưu trí. Thì tài khoản Roth IRA này là cái tài khoản tốt nhất, và trong cái khóa học này thì mình làm rất là nhiều các cái bài học để giúp cộng đồng của mình có thể hưởng lợi một cách tốt nhất từ cái tài khoản Roth IRA này. Mình có đến 26, 27 cái bài học là, thì nếu mà các bạn tham dự á, thì cái tài khoản này nó rất là tốt, nhưng mà nó có rất là nhiều các cái quy định và rất là nhiều các cái chi tiết mà nó ứng dụng khác nhau cho những cái trường hợp khác nhau. Ví dụ giống như là bạn có thu nhập cao thì sao, bạn có thu nhập thấp thì sao, bạn đã có những cái tài khoản hưu trí khác rồi thì còn mở được hay là không, và khi đầu tư trừ từ cái tài khoản này á thì tiền thuế như thế nào, mỗi lần bán cổ phiếu có lời là ra làm sao, tất cả các cái câu chuyện đó. Hoặc là bạn mở cái tài khoản này cho bố mẹ có được không, khi nào thì mở được cho con bạn, thu nhập như thế nào thì đóng được vào tài khoản. Rất là nhiều các cái chi tiết mà bạn cần biết để có thể sử dụng được cái tài khoản này một cách hiệu quả nhất. Ngoài ra thì nếu mà các bạn đầu tư an toàn và dài hạn vào thị trường chứng khoán Mỹ á, thì mình có một cái khóa học để giúp cộng đồng của mình có thể đầu tư chứng khoán Mỹ an toàn. Và cái khóa học này là học dành cho những người mới bắt đầu đầu tư, tức là bạn chưa có được những cái kiến thức và những cái nền tảng tốt cho hiểu được cái cách hoạt động ở trên thị trường chứng khoán Mỹ, cũng như là không có các cái thông tin và các kỹ năng. Thì cái khóa học này là cái khóa học mà kỹ nhất và cơ bản nhất mà mình làm để tất cả cộng đồng đều có thể hưởng lợi được từ cái việc đầu tư vào thị trường chứng khoán Mỹ theo cái chiến lược an toàn này. Cái khóa học này á, thì mình làm rất là nhiều bài học, bây giờ thì có đến 29 bài học luôn rồi. Thì mỗi bài học như vậy đều giúp cho bạn có được những cái thông tin nền tảng nhất và những cái kiến thức nền tảng nhất, cũng như là các cái kỹ năng cần thiết để có thể bạn có thể thực hiện cái chiến lược đầu tư này. Bởi vì nhiều người á, thì nói là mình không biết đầu tư, mình không biết cách đầu tư, mình nhờ người này nhờ người kia, hoặc là nhờ những cái người financial advisor. Và theo kinh nghiệm của mình và kinh nghiệm của rất là nhiều người trong cộng đồng của mình á, cái cách tốt nhất để các bạn đầu tư cho cuộc sống hưu trí của các bạn sau này là các bạn tự đầu tư, các bạn tự mở tài khoản, tự chuyển tiền, tự đặt lệnh mua các cái cổ phiếu an toàn. Vì sao mua cổ phiếu an toàn này mà không phải là những cái cổ phiếu an toàn khác? Tất cả các cái đó bạn đều phải tự học và tự có kiến thức cho mình cả, bởi vì đấy là những cái khoản tiền nó cực kỳ quan trọng luôn. Đúng lúc bạn nghỉ hưu á, mà cái tài khoản nghỉ hưu của bạn có được 1 triệu 2 triệu đô la là nó cực kỳ quan trọng, thì bạn phải chịu khó học, bạn phải chịu khó để có kiến thức, để nâng cao cái kiến thức của các bạn vào cái chuyện đầu tư này. Cho nên cái khóa học này mình sẽ giúp các bạn không những là có kiến thức nền tảng, có những cái thông tin cần thiết, mà những cái kỹ năng rất là cần thiết để các bạn có thể tự thực hiện cái chiến lược đầu tư này. Các cái kỹ năng này á, bạn giỏi tiếng Anh
thì tốt, bạn không giỏi tiếng Anh cũng không sao cả. Mình hướng dẫn rất là chi tiết từng cái screen một để giúp cho tất cả cộng đồng của mình đều có thể tự thực hiện cái chiến lược này một cách tự tin nhất và đúng đắn nhất để có được cái lãi suất cao nhất cho cái tài khoản hưu trí của mình. Ngoài ra thì mình cũng có một cái khóa học gần đây, hai cái khóa học gần đây mà được rất là nhiều người yêu thích, đó là khóa học đầu tư vào trái phiếu hoặc là cổ phiếu cho cổ tức cao. Và cái chiến lược này á, thì nó khác với là cái chiến lược đầu tư an toàn và dài hạn, bởi vì chiến lược đầu tư an toàn và dài hạn là chiến lược đầu tư tăng trưởng để cho tiền nhàn rỗi của bạn tích lũy và đạt ra được nhiều tiền nhất một cách nhanh nhất để giúp cho cái tài khoản hữu trí của bạn có được những cái con số một vài triệu đô la. Trong khi cái chiến lược đầu tư vào trái phiếu và các cái cổ phiếu trả cổ tức á, thì để giúp cho bạn có một cái khoản tiền lời ổn định hàng tháng, thì cái chiến lược này nó phù hợp cho những bạn trong cộng đồng mà ở độ tuổi 55 trở lên, để các bạn có thể hiểu rõ cái thế mạnh của việc đầu tư vào trái phiếu và các cái cổ phiếu ăn cổ tức này, để cho bạn những cái khoản tiền lời ổn định hàng tháng để bạn có thể rút ra chi tiêu lúc bạn đã gần đến tuổi nghỉ hưu rồi. Thì cái chiến lược này á, người trẻ người già trước sau gì thì cũng phải làm. Đến năm bạn độ tuổi 55 60 là bạn đã bắt đầu thực hiện cái chiến lược đầu tư vào trái phiếu và các cái cổ phiếu trả cổ tức này rồi. Cho nên đây là một cái chiến lược cũng rất là quan trọng. Ngoài ra thì là mình có một cái khóa học dành để giải thích cho tất cả cộng đồng của mình biết về những cái khoản tiền hưu, tiền già, Medicare và Medicaid ở Mỹ là như thế nào. Những cái kiến thức này nó rất là cần thiết cho cộng đồng của mình, đặc biệt là những cái bạn ở tuổi 55, 60 tuổi, sắp đến tuổi về hưu rồi thì các bạn phải biết những cái khoản tiền này từ đâu mà ra, tính toán như thế nào. Medicare thì được miễn phí không? Medicaid thì được miễn phí không? Khi mà được các cái bảo hiểm sức khỏe miễn phí này có ảnh hưởng đến các cái tài khoản đầu tư hay là không? Ảnh hưởng đến các cái tài khoản mà con cái bạn xin đi học đại học và được trợ giúp về học phí hay là không? Vân vân và vân vân. Tất cả các cái kiến thức đó đều rất là cần thiết trong cộng đồng của mình. Thì khi bạn gia nhập vào cái chương trình hội viên Kim Cương á, thì ngoài những cái bài phân tích chuyên sâu của mình về các cái cổ phiếu và về các cái trào lưu đầu tư cũng như là các cái quỹ an toàn, thì mình bạn cũng có thể học được các cái khóa học chuyên sâu này để giúp bạn nâng cao được kiến thức về cái chuyện đầu tư và tự quản lý cái việc đầu tư của bạn ở Mỹ, bởi vì đó là cái chuyện mình nghĩ là quan trọng nhất. Không còn có chuyện gì mà quan trọng hơn cái chuyện á là bạn tiết kiệm 50% thu nhập của bạn mỗi tháng và bạn dùng tiền đó để đầu tư, và quan trọng hơn nữa là cái tiền đó là tiền mà sau này đến lúc bạn nghỉ hưu á, bạn phải sống phụ thuộc vào cái tiền đó, bạn dựa vào cái nguồn tiền đó, thì nó cực kỳ quan trọng. Cho nên mình hy vọng cộng đồng của mình sẽ tham dự vào cái chương trình hội viên Kim Cương để có được những cái lợi ích độc quyền này mà mình dành cho các bạn trong nhóm hội viên Kim Cương. Alright, như vậy là mình đã chia sẻ các bạn những cái suy nghĩ gần nhất của mình cho hai cái cổ phiếu Nvidia và SMCI để cho bạn có thể tham khảo. Mình thì chưa có một cái quyết định gì khác cho hai cái cổ phiếu này. Mình vẫn tiếp tục chờ đợi cái bản báo cáo doanh thu và lợi nhuận của Nvidia vào ngày mai, và mình sẽ tiếp tục theo dõi những cái diễn biến và những cái phát triển thêm của những cái cáo buộc của công ty Henderson này cho cái cổ phiếu SMCI. Bây giờ thì mình vẫn chưa quyết định gì cả. Nếu như mà mình có những cái quyết định gì thì mình chắc chắn sẽ chia sẻ với cộng đồng của mình để các bạn có thể tham khảo. Nếu mà các bạn có những cái suy nghĩ gì khác thì nhớ viết vào một comment chia sẻ với mình để mình có thể tham khảo luôn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hy vọng các bạn thích cái bài phân tích này. Nếu các bạn thích cái bài phân tích này thì nhớ bấm cho mình một nút like, và nhớ có câu hỏi gì hoặc là những cái feedback gì thì viết vào một comment giúp cho mình. Nếu bạn theo dõi channel của mình một thời gian rồi và có được những cái lợi ích, đặc biệt là lợi ích kinh tế và tài chính đến từ channel của mình, thì mình hy vọng các bạn sẽ gia nhập vào cái chương trình hội viên Kim Cương để có nhiều hơn nữa những cái lợi ích tài chính mà mình dành độc quyền cho các bạn hội viên Kim Cương thông qua các cái bài phân tích chuyên sâu cũng như là các cái khóa học chuyên sâu mà mình vừa mới giới thiệu lúc này, và cũng là một cách mà bạn có thể ủng hộ channel của mình thêm một chút nữa. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem channel của mình thì hy vọng các bạn sẽ bấm nút đăng ký kênh để mình có thể gặp nhau thường xuyên hơn. Cảm ơn các bạn, chào tạm biệt và hẹn gặp lại cho cái video tiếp theo. Bye bye.